Những gương mặt diễn viên nổi tiếng trong showbiz Hàn nhưng lại bị đánh giá là diễn nhạt nhất năm 2022. Lee Min Ho. Người tình của bao nhiêu fan nữ, Lee Min Ho lại khiến fan thất vọng trong lần trở lại màn ảnh lần này cùng với vai diễn phản diện đầu tiên trong bộ phim Pachinko. Có lẽ do lần đầu anh đóng vai phản diện nên cảm xúc còn chưa được bộc lộ rõ cũng như là nét diễn của anh vô cùng gượng gạo và không để lại ấn tượng sâu sắc nào cho khán giả ở bộ phim này. Kim Go Eun. Trong những năm trở lại gần đây thì Kim Go Eun đã cho thấy sự giảm nhiệt của mình trong các vai diễn. Khán giả hy vọng rằng trong lần trở lại ở Little Women sẽ cho thấy một Kim Go Eun đột phá và mới mẻ hơn so với các vai diễn trước. Tuy nhiên khi phim lên sóng, lối diễn xuất của cô vẫn cứng đờ, đôi mắt vô hồn thiếu sức sống, chưa kể ở những cảnh hốt hoảng, lo sợ, nét diễn của cô vẫn rất giả chân khiến người xem không khỏi thất vọng. Kim Yang-dae. Cậu ấm của Hera Press, Kim Yang-dae là gương mặt diễn viên trẻ tiềm năng trong làng giải trí xứ sở Kim Chi. Vai diễn Ju Seok-hun đã mở đường giúp tên tuổi của cậu trở nên gần gũi hơn với khán giả. Sau Penthouse, khán giả mong chờ những vai diễn đặc sắc khác của Kim Yang-dae nhưng có vẻ như màn thể hiện chính trong bộ phim Shooting Stars lần này lại không mấy nổi bật và khiến phim nhận về thất bại ê chề.